Úi giời, Vinbi bánh cát vật nhiều thế à. Nhìn đá con mắt thật sự. Anh Phương ơi. Hả? Em đố anh Phương câu này nè. Đố gì nữa ba? Hỏi đi. Bình tĩnh. Nếu mà bây giờ em cầm một cây vợt lên sân đi. Ừ. Thì cây vợt nó màu gì sẽ là nổi nhất? Theo cá nhân của anh nhìn á, một là màu xanh lá, hai là màu hồng, đảm bảo ra sân là bao nổi, bao hút mắt luôn. Nhưng mà màu xanh lá nó ghê lắm anh. Gì ghê ba? Xanh lá đẹp mà. Xanh lá mà lên sân là mọi người sẽ xa ánh. Trời ơi. Tâm linh xuống đi. Tâm linh cái gì? Vậy thì chỉ còn vợt màu hồng đẹp nhất anh hả? Đúng, màu hồng đẹp, màu hồng hot trend. Nói chung màu hồng nổi. Ok anh cũng thích màu hồng. Thì nhân dịp mình đang ở VNB thành phố Bến Cát này. Có nhiều vợt. Rất nhiều vợt. Ok. Anh liệt kê vài cây màu hồng cho em đi. Ôi giời ơi. Anh sẽ bật mí cho không những em trai Trung Tú và tất cả những cái long thủ đang xem video này tất tần tật về những cái cây vợt cầu lông màu hồng có tại VNB Bến Cát. Rồi thì mình sẽ dắt tất cả các long thủ dạo từ đầu shop cho tới cuối shop cái gian vật tại VinVin Bến Cát luôn nha. Quả trời quả đất vật luôn. Thì đầu tiên cái gian vật Yonex, thì vật Yonex của chúng ta sẽ được giảm giá 5%. Vật Yonex giảm giá 5% là một cái món hời lớn đó. Không phải là shop nào khai trương cũng vật Yonex giảm giá 5% đâu nha. Thì Yonex ở đây mà thấy có một cái cây vật rất chi là đẹp luôn. Vâng, đó chính là Yonex Nanoflare 70. Cây vật này nó có phối màu, đó chính là màu trắng phối với màu hồng. Màu hồng này là màu hồng cánh sen. Và tổng thể cái nước sơn nhám nhìn rất chi là đẹp. Nó là một cái cây vợt thiên hướng về lối chơi đánh phản tạc và phòng thủ. Bởi vì cái dòng Nanoflare là đánh tạc thủ ngon và cái tốc độ ra vợt nó nhanh. Cây vợt này nó 4 mùa nữa nên là nó sẽ thích hợp dành cho những cái bạn chơi cầu chơi 1 năm ở trình độ trung bình yếu trở lên, làm quen hết với những cái động tác kỹ thuật cơ bản là phải dùng được em nó. Đánh cây này mà cầm vô đánh tạc với thủ là đảm bảo bao đã luôn. Chụp trên lưới là đúng sướng luôn nha. Và cái cây vợt này giá của em nó là 3.390.000. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì đây là một cái cây vợt được sản xuất hoàn toàn, thiết kế hoàn toàn tại Nhật Bản, made in Japan. Gắn cái made in Japan này là giá phải tàu 3 củ trở lên nha. Đó, thì em này rất đáng để sở hữu nha, mình thấy rất là đẹp. Tiếp theo chúng ta sẽ tới nhà Li-Ninh. Thì vật Li-Ninh tại VB Bến Cát là được giảm giá từ 10 cho tới tận 30%. Vật Li-Ninh giảm giá 30% nghe sướng chưa? Đó, thì Li-Ninh ở đây mình thấy là có một cây vợt rất là nổi tiếng. Các bạn yêu cầu mình làm review quá trời luôn mà chưa có dịp, đó chính là Home Attack Motor. À, thì cái cây vợt này các bạn thấy không? Cái phối màu hồng đó là màu hồng này, màu hồng dạ quang các bạn, đẹp mà. Thì cái cây vợt này á, mình cầm vào mình thấy là mình, tại vì mình từng làm review qua cây Home Attack 2000 rồi, thì khi mà mình cầm vào cây Home Attack Motor này mình vung á, mình cảm giác là cây này nặng đầu hơn, nên là bạn nào mà đánh cây Home Attack 2000 á, cảm giác cái đó đập chưa quá ngon, có thể đánh qua Home Attack Motor này. Thì cái dòng này nó là vẫn là một cái dòng vợt công thủ toàn diện bởi vì Home Attack mà. À, thì cái cây vợt này nó là cái phiên bản trọng lượng là 4 ô, thích hợp dành cho đa số người chơi phong trào, mình nghĩ là mới chơi được rồi. Bạn nào mà đánh toàn diện và hơi thiếu một chút về tấn công có thể tham khảo qua cây Home Attack Motor này. Màu hồng này rất chi là đẹp luôn, hồng dạ quang. À, và giá của em nó chỉ có là 1.170.000. Và cây này là cây nội địa nên là tại VNB Bến Cát thì giảm giá 10% nữa, là đâu đó các bạn còn chỉ có khoảng 1 triệu thôi. Sở hữu ngày Home Attack Motor, watch it out. Và đã là nhà Li-Ninh, vợt màu hồng thì không thể nào thiếu. Đây, ra rồi các bạn ơi. Cây này nó trốn mình quá. Giới thiệu với các bạn, đó chính là cây Winston 72. Thì đây là cái cây vợt siêu nhẹ, phải gọi là cây vợt có trọng lượng nhẹ nhất của nhà Li-Ninh luôn. Trọng lượng của nó chỉ có 72g thôi. Thì cây vợt này nó sẽ thích hợp dành cho những các bạn nữ thiên hướng về đánh ở phía trên lưới, thích cái sự nhẹ nhàng, linh hoạt, thì đánh cây này đảm bảo là bao nhẹ, bao phê hả. Thì cái cây vợt này giá của em nó là 2.450.000. Bởi vì đây là cũng là một cái cây vợt, nó thuộc dạng nằm ở phân khúc tầm trung. Vợt Li-Ninh thì cái cây này là cây chính hãng, là nó sẽ được giảm giá từ 20% cho tới tận 30%. Thì các bạn nhanh tay tới chốt nha. Cây này mình thấy là bạn nào mà nam mà có bồ là đánh cầu lông, tặng cây này đảm bảo. Ê, sao mà chạy khó khỏi tay Sĩ Phương được, mình tìm ra thêm cho các bạn một cái cây vợt Li-Ninh màu hồng nữa, đó chính là Let It 73 Light. Cây này cũng là một cái cây vợt trọng lượng siêu nhẹ. Let It là cái dòng vợt thiên về đánh phản tạc và phòng thủ các bạn nha. Thì cây này là theo dạng là đúng đánh lên phía trên lưới luôn nè. Cầm vô cảm giác nó nhanh thật sự, đũa nó ngắn nè. Đó, cái mặt khung vợt nó vát nè. Cái giá bán của nó là đây mình thấy là 1.850.000. Cây này là cây nội địa. Nội địa giờ giảm giá 10% nữa. Đó, các bạn sẽ giảm được 180.000 là còn khoảng 1.600.000 thôi. Kế tiếp ở đây chúng ta sẽ có một cái cây vợt đến từ thương hiệu Apex, là thiên về độ bền bỉ, sức chịu căng, vợt rất là cao luôn, đó chính là Apex Power 800 RB Plus. Thì cây vợt này mình có từng làm video qua rồi. Đây là một cái cây vợt nó thiên hướng về tấn công, là cái phiên bản màu hồng, là cái phiên bản có trọng lượng 5 ô, thích hợp dành cho những các bạn nữ ha. Cái màu hồng này thì mình nhìn có vẻ là nó nhìn cảm giác là nó hơi trẻ chứ nó không có màu nó sặc sỡ như cái kia. Nhìn theo dạng nó hơi trẻ, thì cái cây vợt này có giá là đúng 1 triệu luôn. Và vợt Apex của chúng ta sẽ được giảm giá 10%. Tất cả vợt tại BB Bến Cát đều sẽ được giảm giá các bạn nha. Apex sẽ được giảm giá 10%, là còn cây vợt này chỉ còn có 900 thôi. Tiếp chúng ta sẽ tới thương hiệu VS, là thiên về thiết kế ra những cái cây vợt nó đẹp nhiều các bạn nha. Thì VS ở đây mình tìm được cho các bạn một cây, đó chính là Blade 8000.
Đó, cái cây này là màu hồng các bạn nha. Thì cây vợt ở đây mình thấy là nó có trọng lượng là 4 u nè, điểm cân bằng 295mm là hơi nặng đầu. Cùng với đó cái sức căng tối đa cây vợt này có thể chịu đến là lên tới 30 pound, là 13.6 kg, rất chi là bền luôn. Thì cây vợt các bạn thấy là cái mặt khung của nó được thiết kế theo dạng là vác khí động học nữa, nên là cây vợt này nó sẽ thiên hướng về đánh tốc độ nhanh. Đó, bốn mùa mình cảm thấy rất là linh hoạt. Thì cây vợt này theo dạng là nó sẽ công thủ toàn diện nha. Và giá của em nó chỉ có là 539k. Cái này rẻ vãi. Còn được giảm giá 10% nhân dịp PB bến các khai trương, là các bạn trả dĩ chi đâu đó khoảng 400 mấy thôi là sở hữu được cái em vợt màu hồng xịn sò con bò này rồi. Ê, đây, giới thiệu với các bạn, VS cũng có thêm một cái cây vợt mới vừa ra mắt rất là đẹp luôn, đó chính là VS Thần Cubit. Thì cây vợt này vừa được ra mắt và nó được sơn nhám các bạn nha, và màu hồng của nó thiết kế cũng rất là đẹp. Đó, phối rất là đẹp luôn. VS được đánh giá là hay là một cái hãng vợt giá rẻ có thiết kế đẹp. Đó. Thì cái cây vợt này thông số của chúng ta sẽ là 298mm, là hộp dạng nặng đầu một chút xíu nha, 82g, và sức căng của nó tối đa là 28 pound. Ở độ cứng đũa nằm ở mức trung bình. Thì cây vợt này nó sẽ thiên hướng về lối chơi là hơi thiên công các bạn nha, cầm mình vung thử mình nghe cũng nặng đầu đó. Thì cây vợt này nó sẽ thích hợp cho những các bạn mới chơi thôi, có thể sử dụng được rồi. Và cái mức giá của em nó thì sao? 570k. Giảm giá 10% nữa là các bạn trả khoảng đâu là 510 thôi, là sau cái em VS Cubit mới vừa ra mắt này. Kế tiếp là một em vợt đến từ thương hiệu Kumbu, mà cây vợt này là Tú đã từng làm qua review rồi, đó chính là Bally 11. Hồi xưa nó có hai phiên bản màu là màu trắng, màu đen, hắc bạch xâm kiếm á. Nhưng mà vào năm 2024 này nó có ra thêm một cái phiên bản màu mới, đó là màu hồng. Thì nhìn nó khá là nữ tính. Thì cái cây này tên là gì? Balance thì các bạn biết rồi, cân bằng ha. Thì cây vợt này nó sẽ thích hợp thiên hướng về lối chơi toàn diện. Mình thấy ở đây là trọng lượng của nó là 4 u nữa, nên là đánh sẽ thích hợp dành cho người mới chơi. Thường những cái hãng vợt như là VS Combo sẽ thiết kế vợt đánh vào các phân khúc vợt dành cho người mới chơi nhiều hơn. Và cây Balance 11 này mình thấy là cái màu hồng của nó hay vậy là cái màu hồng nhạt thôi, phối cùng một ít tím nữa. Thì cây này cái màu mình cảm giác là nó có cái phần gì đó nó nổi bật. Cây này các bạn kết hợp cùng cho mình một cái bộ lưới nó nổi lên thì mình hứa là sẽ cầm lên sân rất chi là đặc biệt luôn. Thì cây này có giá bán ở đây là 790k, do là Combo là có một phần nó hơi mắc hơn VS một tí xíu. 790. Đợt này tại Vinpearl Bến Cát là được giảm giá 10%, thì các bạn sẽ chi trả là cây vật này còn đâu đó khoảng đâu là tầm gần 700 thôi. Kế tiếp chúng ta sẽ tới một cái thương hiệu, đó chính là Roganet. Roganet chúng ta cũng có một cái phiên bản mới màu hồng vừa được ra mắt chào năm 2024 này, đó chính là Roganet Power Pro 704. Thì cây 704 này của Roganet phải gọi là cây vật bán chạy nhất luôn, rất là nổi rồi. Thì cây vật này ở đây mình thấy là điểm cân bằng của nó chỉ có là 285mm thôi, là cái điểm cân bằng nhẹ đầu nha. Độ cứng đổ là nằm ở mức dẻo nè. Cùng với đó là cái cây vợt này là nó có trọng lượng là 4 u nữa, là nó sẽ thích hợp dành cho những cái bạn mới tập chơi và chúng ta thích đánh phản tạc phòng thủ á. Cây vợt Roganet Power Pro 704 này, màu hồng của nó là màu hồng nhám các bạn nha, nhìn cũng thiết kế rất là đẹp đây. À, và giá bán của em thôi chính là 668k. Thì tại VP Bến Cát cũng được giảm giá 10% nữa, là các bạn chi trả khoảng tầm 600k thôi là có thể sở hữu em đó rồi. Và cuối cùng không thể nào thiếu VNB V200i hồng, là Vinby, phải biết anh cho Vinby. Nói chứ cây Vinby V200 hồng này, khi mà mình đến cái sân cầu mình đánh thì mình thấy là có rất nhiều bạn nữ sử dụng. Thì đây là một cái cây vợt có trọng lượng nhẹ là 5 u, nặng đầu, cùng với đó là cái độ cứng đũa nằm ở mức dẻo, là nó sẽ thích hợp dành cho những bạn nữ mới tập chơi. Cây này lên sân thì nổi rất là nổi rồi. Các bạn chỉ cần đan với bộ lưới màu trắng thôi đã rất đẹp. Và đặc biệt á, người ta mua Vinby, vợt Vinby nhiều tại vì vợt Vinby rẻ các bạn. Giá của em nó chỉ có 529k, mà tại Vinby Bến Cát được giảm giá tới 10% nữa, là các bạn trả cho cây vật này là còn đó khoảng 470k thôi là hơi sở hữu được em đó rồi. Rất là xinh ha, các bạn nữ là không thể bỏ qua được cái em hơi này. À, riêng với cá nhân Sĩ Phương, mình sẽ chốt ngay em vật Linen Homotech Motor màu hồng này, bởi vì Linen là một cái nhà thiết kế phối màu cho cây vật mình rất là đẹp. Và cây này nó màu hồng, hồng dã quang, trời ơi nhìn vào 10 điểm không có nhưng, mà mình lại chưa làm review cho các bạn. Thì mình chốt em nó về mình làm review cho các bạn nè, thông số như thế nào, sau đó là mình lên lưới mình test cho các bạn xem luôn. Quá đã. Rồi, thì đây là video Sĩ Phương giới thiệu cho Lê Trung Tú cùng với tất cả các bạn ở kênh biết về top những cái cây vợt cầu lông màu hồng hot trend, cái màu hot trend năm 2024 tại Vinby Bến Cát. Tất cả vợt đều được giảm giá từ 10, ít nhất là 5%, vật giá giảm 5% cho tới 50% luôn. Các bạn nhanh tay tới chốt nha, chậm là hết. À, và shop khai trương đó chính là vào ngày 20 tháng 7, tức là vào thứ bảy các bạn nha. Thì địa chỉ của Vinby Bến Cát đó chính là 512 tỉnh lộ 13, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các bạn nhanh tay tới chốt, Sĩ Phương lụm không mà thách 2000 đây. Nếu các bạn thấy video này hay quá thì nhớ để lại cho mình cùng với team Vinby một like, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bye bye.